Đó là những hình ảnh được ghi lại cách đây vừa tròn 40 năm và thời điểm trước thềm năm mới Quý Sửu 1973. Hà Nội đón Tết trong niềm vui được nhân lên. Ngày thành lập Đảng mùng 3 tháng 2 rơi vào đúng ngày 30 Tết và Hiệp định Hòa bình Paris về chấm dứt chiến tranh tại Việt Nam có hiệu lực đúng vào những ngày trước Tết Nguyên đán. Những hình ảnh này được chúng tôi trích xuất từ kho tư liệu đặc biệt và là đầu tiên được Ban Thời sự Đài Truyền hình Việt Nam công bố. Một chút không khí của chợ hoa Hàng Lược, một nụ cười của cô gái thủ đô, những chiếc bánh chưng được gói từ hợp tác xã dịch vụ ăn uống sẽ là một chút hoài tưởng dành cho những người đã từng có mặt tại thủ đô Hà Nội vào những ngày tháng đặc biệt đó, cách đây tròn 40 năm. Nhớ những cơn mưa dài cuối đông, áo chăn chưa ấm thân mình. Và nhớ lúc bom rơi thời chiến tranh, đất rung ngoài tàn gạch nát. Em vẫn đạp xe ra phố, anh vẫn tìm âm thanh mới. Bài hát đôi ta là khúc quân ca, là ước mơ xa hướng lên Ba Đình tràn niềm tin. Chân năm tháng đi về và nhớ tiếng leng keng tàu sớm khuya hướng ra Đông Đa cầu Giấy. Ôi nhớ thủ đô năm ấy, ta đánh giặc trên mâm pháo, truyền thống cha ông gìn giữ non sông, từ thuở Thăng Long vẫn mang trong lòng.